Ngày 22 tháng 11 năm 2021, chị Liễu gọi điện thoại cho Trung để hỏi mua gà. Dù không có gà để bán, Nguyễn Văn Trung vẫn hẹn gặp chị Liễu tại ngã ba đường Liên Thôn, gần mũi hang hút thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng. Tại đây, Trung đẩy chị Liễu ngã rồi ngồi đè lên người, bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, đối tượng Trung bê xác nạn nhân giấu vào khe đá trong núi hang hút rồi lấy đi số tiền 4,2 triệu đồng, 3 con gà và một chiếc xe máy. Bản án sơ thẩm số 44 ngày 7 tháng 6 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quyết định hình phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Trung về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung của cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình.